Hello luôn, chào mừng em trở lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay mình thả cua ra, bữa hôm mình thả tôm rồi. Thì đây là cua nè, 1.500, khay này 1.500 nha mọi người. Em xem mẫu ha. 1.500 mẫu gì cũng đúng rồi. Cua mình thấy cũng lành nè, thấy bò nhom 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 không? Ok, giờ mình đi thả ra, mình thì cũng làm cái chỗ lưới rồi. Thì cua con này anh em thả tốt nhất nếu anh em là vuông nào mà có những chõm mà lên gông á thì anh em thả vô có cái chõm gông đó. Thì cua nó phát triển rất là tốt. Rong cỏ. Còn vuông mình thì bây giờ cái vụ này khá là trống ha. Anh em thấy chỗ trung tâm của cái màn hình ha, có đốm đen đen trên mặt cua, đó là cái tùm lưới mình chuẩn bị đem vào đó thả đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ xuống xuồng thì bây giờ đó thả nha. Cái này là 1.500 nha anh em. Tại đợt này cái nước vuông mình nó quá trời mặn nên mình sợ thả không đạt nên mình thả tới 1.500. Nước vuông hiện tại là 30-40 ngàn lận. Ok, là cái lú mình chụp xuống ha. Lú lú hư đó. Gió quá. Mình cũng thả ngay cái chỗ này, gọi là ngay chỗ này mà cho nó hứng sóng hứng gió này nè, cho có oxy nhiều. Chứ lượng cái điểm nào nó có gió nhiều hơn thì lượng oxy nó cao hơn, thả nó ok hơn như thôi. Còn anh em chỗ nào mà có gông có cỏ vuông hay có gông có cỏ gì thì anh em lựa cái chỗ có gông có cỏ nhiều, nhưng mà cũng chơi là trên gió nha. Giờ mình vừa quay vừa thả thì hơi khó ha. Giờ cho nước vào luôn nè. Cua mà sao thân được, đâu có nước đâu mà thân. Chơi luôn. Ui, máy hết pin. Để em coi cái lượng cua nó bỏ ra thế nào nha anh em. Để lấy miếng vải này ra luôn cho nó ra. Nó còn một miếng lưới ở dưới nữa. Lưới trên. Cho nó lội ra từ từ vậy. Bám vô lưới. Cua này mình thấy cũng mạnh đó. Số loại của sao thấy loại tới nó có xác cái dầu nhiều gì chứ. Loại nước thì cái vụ này nó không được trong như vào đầu vụ ha. Tôi cũng phê đầm khá là khô rồi đó mà nó không được trong như đầu vụ. Cho nó gà cái đi, nó bơi sao có tung tăng hay là cờ gối đây. Cái bài này mình thả dày hơn là cái đợt vụ đầu. Vụ đầu mình thả có 1.000 cua với có 5.000 tôm, mà đợt này tôm cũng thả dày hơn luôn. Dày với lú nữa mươi, không đi đâu không gì. Nó bơi nè em. Mình lại chạy mặt nước nè, nó bơi đó, nó đang bơi chân cẳng là mắt thường nhìn thấy cái chân nó bơi luôn á. Sông cam này sao không thấy bơi. Cho một cua này sỏi. Còn vô anh em nào mà có một chùm gông trên mặt ruộng hay cái gì đó, gông bún hay gông đá gì đó, đừng có gông gông hôi nha. Gông bún gông như mình quay lúc trước vậy đó, là anh em thả vào nó còn tốt hơn đó. Trong đó có gọi là gì đó, gọi là phun du sinh vật, những vật nhỏ có nhiều trong đó, thả xuống nó có lượng thức ăn sẵn luôn. À còn như cái lú này nó mình mới dục có 2-3 ngày mà nước nhìn thấy cũng khá là dở nè, cải tạo hào không lên nổi, không lên trong nổi, lú đóng bận á. Rồi tới đây luôn rồi, nhanh quá nè. Rồi, thì thở hết pin nha anh em, sẽ kết thúc video tại đây nha. Rồi, bye bye anh em.